Đây là Samsung Galaxy S24 Ultra. Cái chiếc điện thoại này thì mình đã có video trên tay cách đây khoảng đúng 3 tháng và mình đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm rất là dài cái dòng này rồi. Trong cái khoảng thời gian trải nghiệm cái dòng này thì ở trên kênh YouTube Dương Dê, bọn mình vẫn lên bài liên tục về các cái video test game con S24 Ultra như thế nào này, rồi là speed test nó so với cả các cái đối thủ ở trong tầm giá ra sao này, rồi là lấy cái camera của nó đi so sánh với cả cái con iPhone 15 Pro Max cũng như là so với những cái con đối thủ khác của nó để xem là nó như thế nào. Các bạn có thể xem lại các cái video đó ở trên kênh YouTube của mình. Đấy, và ngày hôm nay sẽ là cái video mà mình sẽ nói lại về các cái trải nghiệm rất là kỹ của mình xoay quanh cái S24 Ultra trong khoảng 3 tháng, và mình sẽ nốt ra một số những cái điểm mà mình cảm thấy tiện lợi và bất tiện khi mà sử dụng cái con S24 Ultra này. Và mình cũng sẽ chia sẻ thêm về cái việc là liệu cái AI của nó phục vụ cho cái mục đích gì là chính. Và trước khi bước vào cái video này thì bạn cho mình một phút quảng cáo nhé. Đấy là hiện nay Oneway đang có cái chương trình đấy là mừng giải phóng hóng deal hời. Thì từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 ấy, thì Oneway Mobile sẽ giảm giá tối đa lên tới 5 triệu trên một sản phẩm. Giảm giá 50% phụ kiện chính hãng, giảm giá 40% khi thay pin Pixel chính hãng cho iPhone, và đặc biệt là tặng một thảm lót bàn làm việc bằng da trị giá là 190. Và tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có chương trình thu cũ đổi mới, trợ giá 2,5 triệu. Nói chung tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này nhá. Hãy cùng bắt đầu với mình nhá. Và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nhất đấy là giá bán của S24 Ultra bây giờ nó đã dễ chịu hơn rất nhiều so với cái thời điểm đầu rồi. Cái thời điểm đầu thì nó thật là cái giá niêm yết của nó rất là cao, lên tới là gần 34 triệu. Đấy, nó là 33.990. Và tất nhiên mình cũng đã nói đấy là với cái mức giá đó thì cũng khuyên anh em là đừng có mua S24 Ultra làm gì cho nó phí tiền với mức giá đấy. Và với mức giá đấy thì anh em sẽ nhận được vô vàn quà tặng gọi là ngập tràn luôn. Tất nhiên sẽ có một số những món quà tặng mà anh em sẽ không bao giờ dùng đến. Đấy, nên là ở cái thời điểm đó thì rất là nhiều cửa hàng cái giá sau khi đã trừ đi hết quà của họ sẽ loanh quanh cái mốc tầm khoảng 25 triệu. Đấy, và cái thời điểm cách đây khoảng mấy ngày thôi mình cũng có lên về S24 Ultra và giá nó tầm là khoảng 23.990, nghĩa là coi như là 24 triệu đi. Thì bây giờ tại Oneway Mobile thậm chí chúng ta còn có một mức giá nó dễ chịu hơn rất nhiều, đấy là 23.290.000 đồng. Đây là một mức giá mà mình đánh giá là rất ổn cho S24 Ultra ở thời điểm hiện tại. Cái video này ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ không nhắc lại những cái gì mà mình đã nhắc ở những video trước. Mình sẽ chỉ nói về những cái cảm thấy bất tiện khi mình sử dụng cái sản này với cả cái tiện lợi thôi. Đấy, thì ở đầu video mình đã nói rồi đấy. Thế thì cái điểm đầu tiên khiến cho mình cảm thấy tương đối khó chịu khi mà sử dụng Galaxy S24 Ultra đấy là nó cầm nắm nó rất cấn tay. Thế thì các bạn bảo là ui rồi, thế thì bây giờ ông Dương ông bảo là cái con S24 Ultra này cầm nắm nó rất cấn tay, thế ông iPhone thì như nào? Đây, ông S24 Ultra nhé, các bạn nhìn này, cái phần viền này của nó này, nó làm không quá phẳng lì như là iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đâu. Nhưng mà tại sao mình vẫn nói là cái cảm giác cầm nắm của nó khá là khó chịu vì lý do này đây. Đây là một cái chiếc iPhone 13 Pro Max mà mình đang cầm. Mặc dù cầm cái 13 Pro Max này nó cũng đã rất là cấn tay rồi, bởi vì là cái viền màn hình này của nó gần như nó làm phẳng tuyệt đối. Nhưng các bạn để ý nhá, là các cái góc này này thì cái con 13 Pro Max này nó bo vào rất là gắt luôn, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó bo vào như này để khiến cho chúng ta cầm vào thì nó không bị chọc cái phần góc nhọn này vào và trực tiếp vào tay. Còn Samsung Galaxy S24 Ultra chúng ta sẽ bị cái phần góc nhọn này chọc trực tiếp vào tay, mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi sử dụng. Và hầu hết khi mà sử dụng S24 Ultra mình sẽ cầm theo kiểu này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Cầm theo kiểu này chứ gần như là không thể nào mà cầm như thế này được. Cầm như này thì sẽ rất là khó chịu này. Còn phải cầm như này, cầm ngang như này này. Đấy, chứ không giống nhiều cầm iPhone, cái iPhone mình có thể cầm như này được. Đó. Thì mình phải thay đổi cái cách cầm nắm một chút. Và khi mà cầm như thế này thì mình cảm thấy hơi bị trơn. Đấy là điểm nhất mà mình không thích. Cái điểm thứ hai nữa về con S24 Ultra này, đấy là mặc dù cái chất liệu của nó bây giờ nó là chất liệu titan nhưng mà nó nhẹ hơn không nhiều. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy cầm cái sản này nó vẫn khá là nặng tay. Còn ví dụ như với cái trường hợp của con 15 Pro Max với 14 Pro Max ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi cái 15 Pro Max nó sử dụng cái chất liệu mới thì nó sẽ cầm nhẹ hơn rất nhiều so với 14 Pro Max. Thì cái đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Tuy nhiên cầm nắm cái S24 Ultra này là tương đối nặng đấy nhá. Còn về cái việc là cái màn hình của nó thì nó đỡ cong hơn ấy, thì mình thích hơn. Khi sử dụng cái màn hình như này mình cảm thấy tất cả các cái thao tác sử dụng là rất ok.
không có điểm gì phải lăn tăn cả, vuốt chạm ở phía ngoài này vào nó cũng không bị cấn tay một tí nào cả. Chỉ có mỗi điều là cảm giác cầm nắm thì không được tốt, chúng ta cần phải chú ý điều này. Và các bạn nhiều khi các bạn nói ui anh Dương cứ để ý kỹ quá vào cái này làm gì, bởi vì sao? Bởi vì cảm giác cầm nắm sẽ là cái thứ mà theo suốt các bạn trong quá trình sử dụng điện thoại. Cái điểm tiếp theo mà chúng ta cũng cần phải chú ý đấy là về AI. Đấy, thế thì thực ra là với AI thì lúc đầu thì mình cũng cảm thấy rất là hào hứng. Đấy, tuy nhiên là sau khi sử dụng cái sổ này thì mình thấy có một số những tính năng về AI là mình sử dụng nhiều nhất. Thứ nhất, đấy là tính năng tóm tắt một cái trang web. Cái điều này rất là tiện nhé. Mình kích vào đây xong mình nhấn tóm tắt trang web. Như vậy là mình có thể đọc được rồi. Trước đây là mình ít khi sử dụng đến cái tính năng này, mà đọc thì mình hay đọc hết lắm. Nhưng mà bây giờ mình cần tiếp nhận rất là nhiều những thông tin, và có một số những thông tin mà mình không cần phải đọc quá kỹ làm cái gì cả. Mình chỉ cần muốn biết ý chính thôi, thì ở đây nó tóm tắt được. Và một cái điểm thứ hai nữa, đấy là ở trong cái phần này nó cũng sẽ có phần dịch rất là nhanh sang tiếng Việt những cái trang web bằng tiếng Anh luôn. Đấy, thì cái đấy là cái điểm mà mình cảm thấy tiện lợi. Còn một cái điểm nữa mà ở trong cái ngày ra mắt sản phẩm ấy thì Samsung họ quảng cáo rất là nhiều, đấy là cái tính năng mà chúng ta gọi điện cho người nước ngoài xong rồi nó tự động dịch sang cái ngôn ngữ khác ấy. Thì thực ra là mình chưa sử dụng cái tính năng này bao giờ cả, bởi vì thứ nhất là mình không có bạn bè nước ngoài, thứ hai nữa là nếu mà sang nước ngoài thì mình cũng sử dụng Google dịch cũng được với những điện thoại Android khác, chứ mình không nhất thiết là phải sử dụng cái tính năng AI của nó vào cái mục đích như vậy. Đấy, vậy nên là cá nhân mình thì mình chỉ thấy là sử dụng tiện nhất ở trong cái tính năng tóm tắt văn bản với cả dịch trang thôi. Thực ra dịch trang thì ở trên Google Chrome nó cũng sẽ có thôi. Đấy, nhưng mà cái này nó dịch rất là nhanh luôn, và cả cái tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh đối với cả AI của cái sản phẩm này. Nhưng mà cũng chia sẻ thật với cả các bạn, đấy là mình nói là hay dùng đây là gì, đấy là hay dùng so với cả các cái tính năng AI mà họ quảng cáo thôi, chứ còn thực chất là nếu mà sử dụng mà liên tục ấy thì cũng không đâu. Đấy, cũng không phải là quá nhiều đâu. Tại vì sao? Tại vì đâu phải là cứ lúc nào mình đọc báo là mình cũng phải bật cái tính năng dịch trang web đấy lên đâu, không phải, tùy lúc thôi. Nhưng mà nói gì nói, méo mó có ăn không đúng nào. Một cái điểm tiếp theo nữa mà mình cũng đã từng đánh giá về cái S24 Ultra này rồi, rất là nhiều anh em nói bảo là liệu sau khoảng mấy tháng sử dụng đấy thì Samsung có cập nhật phần mềm để mà xử lý cho cái vấn đề là zoom xa của nó kém hơn S23 Ultra không ấy. Thì cái đó là không thể cập nhật bằng phần mềm được, mà đó là liên quan đến phần cứng rồi. Họ đã cắt giảm đi cái camera tele xa rồi, nên là anh em gần như là không thể nào mà khắc phục được. Nhưng mình nghĩ là cái điều này nó không quá quan trọng đâu. S24 Ultra bây giờ là nó là chỉ có tele tối đa là tầm 5x thôi. Tất nhiên chúng ta có thể zoom được xa hơn, nhưng mà rõ ràng là so với cái tele 10x của S23 Ultra thì nó sẽ không thể nào mà zoom xa bằng được. Nhưng mà về chất lượng chụp ảnh thì rõ ràng là hơn so với S23 Ultra. Các bạn có thể xem cái video mà mình đã so sánh rất là kỹ cái camera của S24 Ultra so với S23 Ultra như nào, là các bạn có thể thấy được là cái chất lượng là nó khác biệt nhau như nào. Đấy, chẳng qua là nó chỉ là zoom xa kém hơn thôi. Đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, nhưng mà nói thật luôn là mình thì cái zoom mà mình hay sử dụng nhiều nhất thường là sẽ dưới 5x. Và điều này thì S24 Ultra làm cực tốt, nhắc lại là cực tốt. Nên là mình không cần phải kỳ vọng là zoom nó phải cỡ tầm khoảng 20x hay là 30x hay 100x, 120x làm cái gì cả. Về hiệu năng thì cũng có nhiều bạn bảo là anh cũng trải nghiệm xem là hiệu năng sau mấy tháng nó còn bị nóng hay không, nó có bị bóp tương tác, có bị bóp hiệu năng hay không ấy. Thì câu trả lời là có nhé các bạn nhé. Cái này là vẫn có để mà nó đảm bảo cho cái thời lượng pin của sổ này nó được tốt. Và thực ra là không chỉ mỗi con chip 8 Gen 3 đâu, mà trước là 8 Gen 2 thì Samsung họ cũng bóp ở trên cái S23 Ultra luôn. Nên là với S24 Ultra này thì cũng nói luôn đấy là nếu anh em mà mua về để chơi những tựa game siêu nặng ấy, nhắc lại là siêu nặng, thì là không nhá. Nhưng sử dụng hàng ngày bình thường thì rất ổn. Với nhu cầu của mình thì cực kỳ mượt mà, không có điểm gì để mà chê ở đây cả. Chỉ có mỗi tội là chơi game thì sẽ bị nóng và sẽ bị bóp hiệu năng. Trong suốt 3 tháng sử dụng cái chiếc điện thoại này thì mình nghĩ là có một cái điểm mà mình cảm thấy rất là hài lòng. Đấy là cái màn hình của nó. Mặc dù màn hình này thì nó là màn hình gương, nó cũng không phải là cái kiểu màn hình chống chói như là những cái mẫu laptop đâu, nhưng mà thực sự là ra ngoài trời nắng, khả năng hiển thị của sổ này là vô cùng tốt. Xin nhắc lại là ra ngoài trời nắng gắt là khả năng hiển thị là vô cùng tốt luôn. Nên đây sẽ là cái ưu điểm mà mình cần phải nhắc thêm cho các bạn. Còn lại thì về độ chi tiết, độ lớn, rồi là xem giải trí cái thứ như nào thì nó quá tuyệt vời rồi, không có điểm gì phải lăn tăn cả. Còn có một cái điểm nữa mà mình nghĩ là chắc là chúng ta sẽ cần phải thời gian thì mới có thể trả lời được. Đấy là Samsung họ nói rằng là họ sẽ
update phần mềm tầm khoảng 7 năm cho chiếc điện thoại này. Nếu mà thực sự đây là cái điều xảy ra là thật thì rõ ràng đây sẽ là cái lý do rất lớn để chúng ta có thể cân nhắc mua cái chiếc điện thoại này về để sử dụng lâu dài. Và còn một cái điểm nữa mà mình nghĩ là chúng ta cũng cần phải nói tới ở đây, đấy là với cái mức giá bán bây giờ tại OneWay Mobile thì thậm chí là cái S24 Ultra này nó còn rẻ hơn cả iPhone 15 Plus phiên bản 256GB. iPhone 15 Plus phiên bản 128GB thì không làm gì rồi, thì nó rẻ không làm gì rồi. Nhưng mà phiên bản 256GB thì nó lên tới 24.790. Chúng ta hãy chú ý nhé, là phải xét trên cùng một bộ nhớ trong thì như thế nó mới chuẩn. Thì S24 Ultra thậm chí rẻ hơn 1.500.000 so với cả con 15 Plus. Trong khi đó thì cái con S24 Ultra này được định hình cùng phân khúc với cả 15 Pro Max, mà bây giờ lại còn thấp tiền hơn cả cái con đứng thứ 3 của Apple là iPhone 15 Plus. Trong khi đó thì S24 Ultra cá nhân mình thấy là thiết kế đẹp hơn so với 15 Plus. Màn hình chắc chắn là đẹp hơn, hiệu năng thì tối ưu không bằng đâu, nhưng mà camera là ngon hơn 15 Plus. Còn về thời lượng pin, thời lượng pin này thì cũng chia sẻ luôn. Đấy là sau một khoảng thời gian sử dụng ấy thì Samsung nó lại quay trở về với cả cái thời kỳ ngày xưa rồi. Đấy là lúc đầu thì các bạn sẽ test là pin nó cực kỳ trâu đúng không nào. Thậm chí là nhiều người còn bảo là pin của nó còn trâu hơn so với cả 15 Pro Max với cả 15 Plus ấy. Nhưng mà mình cũng đã nói rồi, thời điểm đầu chúng ta lấy một cái con máy mới tinh ra để mà so với mấy con cũ như thế nó không khách quan. Đấy, và sau một thời gian sử dụng thì khẳng định luôn bây giờ là pin không tốt bằng 15 Plus đâu nhá. Đấy, cái đấy cũng là cái mà anh em cần chú ý. Nhưng mà pin của S24 Ultra vẫn ở mức độ đủ tốt cho các bạn. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình thì không bao giờ để ý đến thời lượng on screen, bởi vì nếu mà muốn lừa đảo các bạn ấy, mình sẽ bật video YouTube lên để cho các bạn xem thoải mái. Lúc đấy thì on screen chục tiếng thoải mái luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ tính ra là hỗn hợp sử dụng nó là như thế nào. Bạn có thể chơi game, bạn có thể truy cập 4G đốt pin khủng khiếp đấy. Hay là nói thế thôi, bạn mà vào Google Chrome hay là vào các cái ứng dụng khác, bạn bật nhiều tab lên là cũng tốn pin đấy nhá. Thì ví dụ như là 8 giờ sáng mình đi làm thì đến tầm khoảng 6 giờ chiều về nó còn khoảng 20% pin. Nghĩa là đủ dùng cho mình trong một ngày làm việc. Các bạn chú ý là một ngày làm việc chứ không phải là một ngày 24 tiếng. Đấy. Nhưng mà rõ ràng nếu mà so với 15 Plus thì nó hơn đấy. Lại hơn về trải nghiệm. Và thêm một cái điểm nữa là nó có cây bút. Cây bút như này thì thực ra là nói thật luôn là trong suốt 3 tháng sử dụng cái chiếc điện thoại này thì cái việc mình sử dụng cái bút này đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà mình nghĩ đấy có thể là do nhu cầu của mình thôi, chứ còn với nhu cầu của những bạn khác, khi các bạn đã sử dụng quen cái cây bút này rồi và các bạn đã nghiện nó rồi, và đặc biệt là những bạn nào mà ngày xưa từng là fan của dòng Note của Samsung ấy, thì gần như là sẽ rất là khó bỏ cái cây bút này. Có thể là các bạn sẽ nghiện cái cây bút này, nhưng với mình thì không. Đấy, thì mình như nào thì mình cũng sẽ nói như vậy. Còn một cái điểm nữa mà mình cũng cảm thấy trong quá trình sử dụng cái giỏ này nó dễ chịu hơn một chút so với cái con S23 Ultra, đấy là về RAM. RAM mặc định đã là 12GB thì điều này mình thấy là cảm thấy tương đối thoải mái khi sử dụng. Thi thoảng ấy, thì nó vẫn sẽ bị lốt lại ứng dụng trong quá trình mình dùng, nhưng mà cái trường hợp này nó xảy ra không nhiều. Cái trường hợp con S23 Ultra thì trước đây sử dụng cái RAM của nó mình cảm thấy nó khó chịu lắm. Đấy, thì lên S24 Ultra thì nó đã đỡ hơn nhiều rồi. Đấy. Như vậy thì mình nghĩ là đây là một trong những thời điểm tương đối tốt để chúng ta có thể cân nhắc mua S24 Ultra. Tất nhiên nếu mà bạn nào mà muốn thời điểm nó tốt hơn ấy, thì có thể đợi tầm khoảng 8 đến 9 tháng nữa khi mà S25 Ultra nó chuẩn bị ra mắt. Nhưng mình nghĩ là đợi như thế thì nó hơi lâu. Đấy, còn bây giờ là sau 3 tháng là giá nó đã bắt đầu nó đi vào cái trạng thái bão hòa về ổn định rồi, thì sẽ là một trong những thời gian để chúng ta cân nhắc để mua. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về S24 Ultra? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.